Hello, xin chào mọi người. Đây chính là một server Discord của Sinh Tố Team dành cho ai là fan của Sinh Tố Team. Nơi này các bạn có thể giao lưu với bọn mình nè, hoặc là những bạn fan khác. Không những thế, Discord này còn có những trò mini game khác để cho các bạn chơi cho đỡ chán nữa. Ví dụ như là Naruto đó, hoặc là các bạn chơi bắt Pokemon. Và một trò được nhiều người trong cái Discord này thích nhất đó chính là trò ma sói. Nếu các bạn fan của Sinh Tố Team và muốn tham gia giao lưu với bọn mình thì đừng quên vào phần link ở bên dưới nhé. Check the mic and make sure it sound right, boys. Ủa đó bài diễn sinh mà ta. Kể đi, là nhỏ nào đây? Ủa này ai vậy? Ai đây? Ơi, quên, đây gửi cái đầu, quên phụ kiện, quên. Phụ nữa, mày còn phụ nữa. Cái mặt của mày đã nhìn không ra rồi mày còn phụ kiện là ông nội tao nhìn cũng không nghe nữa. Alo các bạn. Đúng rồi. Ờ, Jimmy là biến hành. Ủa, con Jimmy là cái gì vậy? Con gì vậy? À, tôi là phù thủy già ác độc. Phù thủy già ác độc. Gấu mà. Gấu mà, hay gấu kìa. Mày lấy gì đây? Chú hề vậy? Chú hề là ai hả? Chú hề gần, ai lông chú hề. Ok. Rồi là gì vậy? Nghĩa đó hả? Ida, hiểu không? Ây da. Chú hề nhiều ấy, chú hề nhiều ấy. Ok, thử rồi. Đó lại ơi. Ủa, hôm nay thầy kêu mình lên đây làm gì ta? Đừng nói Halloween mà còn học gì nữa nha. Đây. Tao bóp nghẹt cái mũi chết luôn rồi. Đây, co. Vô trường thôi, hoàng trường hôm nay trang trí lại rồi nè. Các bạn đẹp ghê chưa? Halloween mà đúng là đẹp. Halloween. Ê da, cho kẹo hay là muốn bị kẹo? Không cho kẹo. Trời ơi, sẽ bị kẹo. Ủa, này là gì vậy? Ủa, có con tượng gì ghê sắc. Ừ, tôi cửa lên nào không biết có bị sao không nữa. Kệ. Đi vô. Quay. Ô, đẹp quá. Trường hôm nay đẹp quá các bạn ơi. Có con nhện biến ngô nè. Không biết hôm nay Halloween có cái gì đặc biệt trong trường không? Tôi mong là gì vậy? Vậy. Mày hay không mày? Vậy. Tao thấy cái gì á? Cái gì đó bay ngang qua mình không? Đi tụi ơi. Tao lên lớp đây, tao không chơi. Ai ông nói gì trời. Cái hù hù đây nè, chắc. Tao nghĩ ông thầy em Ray mày, tao nghĩ thầy em Ray, mong là thầy em Ray đấy. Ủa? Đây, đây sao vô hộp tử được? Đây sao vô hộp tử mày? Cái gì vô đó chi vậy? Qua được nè, qua được nè. Ủa mọi người đi đâu đó chi vậy? Qua được. Ủa qua được mà. Đi đường nào? Làm gì? Mày chạy đi hồng đó bằng thời gian tao đi ngang qua đây luôn á Huy. Đứa hôm nay rồi, cửa mới kìa. Cửa mới luôn. Ô, có gì đâu mấy ba. Trời đất ơi. Ủa thầy vô ra. Ê, mọi người, có kẹo. Gờ chưa? Trời ơi, lớp học cho tôi. Các em, gỡ vị trí thằng nào ngồi trong cái thùng vậy? Ôi, dạ em thưa cô. Lên ghế. Bước xuống. Lên ghế cho cô. Không hả? Nhanh. Ê, lên ghế rồi. Lên ghế. Ngày mừng ngày Halloween đến lớp của chúng ta thì cô xin xin kêu tất cả các bạn lên giới thiệu về bộ trang phục của mình. Bạn đầu tiên. Edurai. No. Thầy ơi, em hả? Nhanh. Dạ. Rồi lại sai. Lên trên đứng. Lên trên đứng. Có gì nữa. Giới thiệu. Không đúng luôn tụi mày. Sai quá ta. Đúng rồi đó. Đúng rồi mày. Tao thấy con gì sao kệ đi. Dạ chào mấy em, mấy bạn, các bạn. Dạ chào cô. Chào cô. Ừ. Cô. Em là thầy Hero Bray. Em là thầy Hero Bray. Em là Hero Bray. Dạ em mời cô Jimmy xuống là không thầy quất chích em luôn. Trời ơi. Jimmy ơi. Gì em cho nói. Dạ. Thầy nói gì nè. Mày gì vậy? Dạ. Huy nó ngồi lên tôi, không hiểu sao đó. Huy. Vậy sao cái gì tự nhiên kêu người ta ngồi lên là sao không nói gì, không hiểu gì hết trơn, nói vậy ơi. Trông tập vô. Hôm nay. Tao nghe, hồi tối 9 giờ thầy nói tôi vậy nè. Không, hồi trước thầy nói với tôi vậy nè. Em muốn làm cô giáo của trường này thì đợi ngày Halloween đi. Không giờ ổng lật lọng. Trời ơi, hôm nay thầy mặc bộ đồ gì đâu của con thầy ở đây. Đâu có đâu, cái bộ đồ này là thầy đã ấp ủ mấy năm rồi thầy mới được mặc lại. Dạ mua cho thầy okay, nha. Nhưng mà hôm nay nhân dịp Halloween thầy có tặng em mỗi đứa một cái bánh. Ồ, đợi. Trai quá, thầy đẹp trai quá. Này bánh gì vậy?
Riêng Huy không có nha. Rồi. Thôi cho mình rồi. Đừng hỏi rồi. Trời ơi, cái này sao mày cứ ngồi lên đầu của tao hoài vậy? Y hệt tôi hồi nãy luôn á. Thằng hai cũng là ngồi lên đầu tao hoài vậy. Đúng rồi, rồi hai này. Trời ơi. Hôm nay thầy cũng đã tự nâng cấp cái gậy của mình để đánh học trò dễ hơn. Nè nhìn cái gậy của thầy nó có phát sáng nữa nè. Rồi, phát sáng kìa. Trời ơi. Thầy ơi, nếu mình bạn sát thủ chân chính gì đi thầy. Tập trung. Và chào mừng các em đã đến với ngày 31 tháng 10 chính là ngày Halloween ở trong lớp chúng ta. Và như các bạn đã áp dụng, các bạn đã mặc các bộ trang phục hóa trang rất là đẹp. Và hôm nay mọi người hãy tự lên giới thiệu nhân vật của mình đi, để thầy giới thiệu trước. Dạ. Quên thầy giới thiệu rồi. Mời Dũng My. Thì mình là lớp trưởng của lớp học quái vật, mình tên là Dũng My TV. Hôm nay bộ trang phục của mình đó chính là chú gấu bé nhỏ và kẹp với một chút xíu cô phù thủy xinh xắn, nên là cái bộ đồ của mình nó hơi bị cùi bắp một xíu, mong là các bạn sẽ bỏ qua cho mình. Đợt sau mình nữa mình sẽ lộng lẫy hơn cái này nhiều xíu. Mình đi xuống. Mời Hia. Ok. Hello mấy bạn, mình là Enderman Hia. Mình là hôm nay mình hóa trang thành một cái bộ xét sống cô, cái bộ bị cắn. Và bộ đồ này cái em không hề. Bộ này em mua trên trên mạng, nó có giá có 10 đồng mà thầy, hơi rẻ nên nhìn nó hơi rác thầy nè. Không sao, không sao, đi về về chỗ, về chỗ người khác, người khác. Ok. Dắt lên. Dắt hóa trang đẹp nè, dắt hóa trang đẹp nè. Ồ, chắc có vẻ hay nè. Xin chào tất cả mọi người, mình tên là Sắc Bay. Hôm nay mình hóa trang thành sắc ướp hai cặp. Nguyên liệu chính của mình á là giấy toilet. Wow. Nếu mà giấy toilet vậy rồi, ủa lửa cháy rồi sao? Ủa không, nếu mà giấy toilet vậy là chùi hay chưa chùi? Bỏ đây. Thôi, thầy đề nghị bạn dắt lần sau không có chọc cười cái lớp nữa nghe bạn dắt. Ao. Thời gian của lớp thầy chọc cười hoài. Abi lên. Ôi em ạ. Ôi nhỏ này rẻ tiền quá thầy ơi, nó mua bộ đồ sốc mặt vô xong rồi thầy. Đúng rồi, đâu cái phong trào này lắm nha. Nó là skeleton rồi mà nó còn mặc thêm cái bộ đồ mà xương nữa thầy. Rồi em thầy rất là phê bình em tại vì bắt trước thầy. Ok. Không, cái này là em được cảm hứng, em được cảm hứng bởi thầy. Nên là thầy nên cảm cái này thầy nên là cảm thấy thì em cảm hứng. Ai cho tôi quả thôi em đi. Quả hả? Ok, quả. Cũng là chú hề của lớp. Đúng là chú hề của lớp. Chú hề của lớp lên đi. Chào toàn thể học sinh sinh viên. Toàn thể học sinh và thầy giáo. Em chính là Quy. Vì Quy Creeper. Hôm nay em đã hóa trang thành dưa hấu hả? Dưa quả dưa hấu vậy mày? Giống thiệt. Dưa hấu. Đen em đi. Ở đâu? Ở đâu thầy giáo? Người ta hóa trang thành biến ngô, mày làm có dưa hấu, bây giờ mày làm y đúc con thấy không vậy? Đứng cái bàn, đứng cái bàn rồi. Trời ơi, cũng sáng tạo, Rồi, còn cái đỏ đỏ này là gì? Là miếng dưa hấu hả? Một đỏ đỏ là miếng dưa hấu. Thầy bấm vô thử đây. Bấm như thầy. Bóp thử đây. Ok, để bóp thử. Bóp đi. Thầy bóp hơi mạnh rồi thầy ơi, thầy bóp hơi mạnh rồi. Thầy bóp gì có thầy hơi mạnh rồi thầy ơi. Thầy bóp hơi mạnh nha thầy. Xin lỗi mấy em. Thôi tập trung, ghê chỗ Huy đâu rồi. Con Hi Ha, cho Hi Ha lên, em đang quay lại khoảng khắc này thầy ơi, để năm sau quay lại. Chỗ này nãy giờ nó hỏi đâu thầy? Đây mà em, gì chỗ trước Huy. Thầy bóp mạnh. Thầy ơi, Huy vô học trễ. Đúng rồi, ghi sổ đồ bài. Hôm nay máy tính của mày dẫm máy tính của tao. Không, thầy biết sao em là chúa hề, em biến cái màn hình nó mất á, thầy đừng lo, mới mốt tự có lại. Thôi kệ nó, bỏ qua luôn, tập luôn. Rồi, mấy em, hôm nay chúng ta sẽ có một chương trình rất là độc. Ok, hôm nay chúng ta sẽ có một chương trình, đó là chương trình đặc biệt ngày chúc mừng ngày Halloween. Và các em đã sẵn sàng chưa? Trời ơi. Dạ, tôi em sẵn sàng. Ai đã sẵn sàng rồi thì đưa cái tay lên. Yeah, đưa sao thầy? Yeah, em đưa hai tay nè. Yeah, Yeah, chứ mình không tán thành với thầy. Ok, đi tôi nằm em. Ủa, hôm nay mình định đi đâu thầy? Dạ. Đóng cửa lại chứ. Gì vậy? Dạ. Vậy có gì đâu? Gì vậy? Nha ơi. Gì em? Thôi mấy em tập trung, không có làm mất không khí, đi nào. Ok. Ok. Nha, thầy. Mình mới thấy cái gì vậy?
có nguyên một con ma nữ nó bay từ hướng đó, nó bay thẳng vào mặt tôi luôn. Cái hồi tối nhanh này cho ông quá trang nhiều á, hai cơm nè. Hay là lễ gì của thầy kìa, hay là lễ Halloween thầy làm ta? Chắc chắc thầy làm thôi ạ. Ông đừng có lo á, nè cho ông nè. Không là thầy làm bạn ơi, cái gì mà nhìn ghê quá à. Đi nào, đây thầy đã chuẩn bị những chiếc xe cho mấy đứa. Bây giờ mấy đứa lên xe đây, chuẩn bị đi nha. Wow. Ôi xe của tao vậy. Đi con đó. Ê rồi, xe tao rồi. Thôi đây đây đi. Xe của tao. Đi xe đạp tụi bay. Xe đạp đây. Bây giờ đi đâu này? Đi theo thầy, thầy sẽ dẫn đường mấy đứa. Bây giờ. Đi 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 đi. Lên đường. Go! Để chạm thầy. Ew. Ơi thầy cũng chạy vậy? Ủa chứ sao tao không chạy mày chạy tao không được chạy hả mày? Ủa đúng ra cái này là thầy làm mà. Thầy làm mà. Ai bảo tao làm? Thầy không có biết gì cái chuyện gây hết, thầy cũng sợ mà những cái mặt thầy còn thầy... cái miếng sắt nữa không? Thầy không làm gì anh làm. Gì vậy? Vô lớp. Thầy giỡn hoài thầy, thầy kêu em đi học buổi tối làm gì đây? Tại nay là Halloween mà thầy biết đâu. Đứa nào mà hù thì đứa đó khai đi nha, đừng có giỡn nha, thầy cũng sợ. Tụi em ở đây mà hờ ai đâu. Gì? Ôi đạo mày. Thầy giỡn đi, thầy giỡn đi, thầy bảo vệ tụi em đi thầy. Để thầy. Rồi chặn đồ lại, chặn lại tụi bay ơi. Tao là thầy của mấy đứa học sinh. Không có đứa nào được. Ê ê ê, đứa nào không dậy vậy? Thầy chịu với thầy vậy, chậm với thầy ơi. Không chơi nữa. Ủa giờ sao lại? Hay là bây giờ chúng ta ở trong này rồi đợi tới tuần sau, ngày mai hết không. Halloween rồi đây. Giỡn ngoài này. Thầy muốn về nhà thầy ơi. Thầy cũng muốn thầy. Dạ. Dạ giùm ơi. Không có gì đâu. Sao lại? Rồi để thầy gọi điện cái thì gọi điện cho thầy. Còn sợ nữa sao tụi em không sợ được thầy? Thầy sợ kìa. Ơi, thầy gì? Mày không chạy đi, con ma nó ở trong kia. Con ma trong kia kìa. Trời. Chạy đi. Lớp học của thầy nhét ghê vậy thầy. Ý em là sao? Là sao? Em hù cho đó mà. Em hù á? Đó. Mày kêu tao đi cho tụi nãy phải không? Đi đây. Qua vậy? Ủa mày không ở trong kia hả? Sao mày ở ngoài đây? Ủa tao mới tới mà ba. Vậy lắm. Ủa sao vậy? Con ma trong kia là ai vậy? Không phải mấy em hù à? Ôi tao tưởng tụi mày đây ghê lắm. Đâu đứng đi trong cụ tay. Ôi sao mấy đứa bỏ thầy vậy? Mấy đứa bỏ thầy vậy? Mấy thầy đi riêng chi? Thôi thầy ơi, thôi thầy tự lo đi, tụi em tự lo em đi thầy ơi. Thôi ơi, em đi về, Chờ thầy. Chỗ này xấy nhất là mọi người ơi. Ủa dưới cuộc là không phải thằng Mai Xương Đen cho mình á? Cũng không phải thầy, cũng không phải mấy em vậy, cuối cùng là ai vậy? Xấy, ổ bộ mày sợ con ma gì trong đó hả? Chứ sao? Cái con ma này, con ma có ma thầy đó mà vô mày chơi mình mày đi. Ừ không sợ ma sợ gì. Em về nha. Mày nhét đi rồi. Mày mới dám từ lớp mình nhét cái thằng này thì chứ. Bây giờ dù gì chúng ta cũng đã ở cái trường này rất là lâu rồi. Trường này. Trường này rất là quan trọng đối với chúng ta. Nếu mà chúng ta bỏ qua để con ma đó lộng hành trong cái trường này cũng không được. Chúng ta phải cùng nhau
chiến đấu để mà đuổi con ma nó khỏi cái trường này để mọi người được đi học bình yên. Đi thầy, vô thầy, vô thầy, vô thầy, vô thầy. Đi thầy, đi thầy, thầy dẫn đường đi thầy. Sợ lắm, đi chung nguy. Thầy ơi, em cảm luôn rồi thầy. Trời ơi, la cả. Đây đây đây, đây nè, đây nè, đây nè, đi với em nè thầy, đi với em nè thầy, đây nè. Ok ok, đi thầy đi với em. Sắp có hai. Dì em. Ôi, rõ ràng nó mới đứng ở đây nè thầy ơi, nó mới đứng ở đây thầy ơi. Nó mới đứng. Đi thầy, đi thầy. Không an toàn. Nó kìa, nó kìa. Đi vô phòng thầy hiệu trưởng, phòng thầy hiệu trưởng. Vô. Thôi được rồi thầy ơi. Thầy ơi. Em muốn cách rồi. Em nghĩ là con ma này nó cũng chỉ muốn cho Halloween thôi. Nó muốn chúng ta cho nó kẹo. Kẹo hả? Cho kẹo nó đi. Ừ. Có ai có kẹo không? Nè, cho nó đi thầy, tự cho đi. Mình đi, mấy đứa bình tĩnh, mấy đứa bình tĩnh ở trong này nha. Thầy làm gì vậy? Đi thiệt ra. Vô thầy. Mà... Thôi kìa thầy. Thôi kìa thầy. Hết chưa. Ô người trai ơi. Ai cho nó kẹo đi, thầy không dám cho đâu. Thầy đưa đây, em cho nó cho. Thầy nhát quá. Đừng làm thầy giáo nữa, nghỉ đi thầy à. Lớp trưởng nó rồi, lớp trưởng tối lên lớp trưởng. Ơi, Jimmy, sau này nè, nó bên kia kìa. Chào chị đẹp, em cho chị kẹo chị nữa nè, em sợ nữa, bắt tụi kia mới cho chị kẹo đó nè. Ơ, bị mất rồi. Bị mất rồi. Nó không chịu ăn kẹo, nó không ăn kẹo này ơi. Không được kẹo rồi. Kẹo em có cách rồi, bây giờ con ma là mình sợ nó nên nó cứ hù mình hoài đúng không? Đúng rồi. Bây giờ chúng ta hãy quá trang thành con ma giống nó cho nó sợ ngược lại mình. Tào lao quá. Trời ơi, tại vì hóa trang vậy mà. Tụi mình hóa trang vậy chứ đủ sợ rồi hả trời ơi, người kia hóa trang nữa. Ủa, có thầy là nhìn là sợ nhất rồi chứ mấy sao mấy em sao nữa. Ê ơi, em nghĩ mà, con ma này giờ... con ma Halloween thì có nghĩa nó sẽ sợ những cái kẹo của mình á. Hay là mình đập nó, lấy cái kẹo đó, dùng kẹo đó đánh nó đi. Đúng. Ok, hội đồng nó nào, hội đồng nó. Đúng rồi, chúng ta đã học. Nó kìa, nó cũng nhỏ xíu à, thầy ơi, mình đánh nó đi. Bây giờ chúng ta phải xông lên. Bỏ. Jimmy xỉu luôn rồi. Jimmy xỉu rồi, thầy ơi, cứu Jimmy. Nó bay lại tôi luôn, ông nội mẹ ơi. Đưa sâu em. Jimmy ơi. Jimmy ơi. Nó thiên biết dạng quá vậy. Trời ơi, sao bự được nữa thầy. Con này không phải ma bệnh, con này con má thiệt này ơi. Không phải Halloween rồi thầy ơi. Không phải troll hay cái gì rồi. Nhà này làm gì vậy? Chúng ta phải làm gì? Thầy trời vậy. Có ai có ý kiến gì không? Trời ơi, thầy ơi, cho ý kiến gì đi thầy. Là thầy bao nhiêu năm giờ thầy phải đâu có đưa tụi em chứ. Thầy là người lớn rồi đấy mà. Nể thầy, chứ như thầy như vậy mấy đứa không có nể đúng không? Dạ. Dạ, nể thầy. Em chưa nể thầy. Đúng rồi, thầy phải tìm cách gì đi. Dạ. Sao nữa thầy? Tiếp theo là gì nữa thầy? Thầy để thầy đọc quyển sách. Ui dồi ôi, còn đọc sách nữa. Quyển sách là gì vậy thầy? Dạ sao thầy? Yes. Đặt này cho thầy nè. Thầy đã có cách rồi. Các em có biết cái bình hút quái vật không? Hút ma chứ thầy. Đây, nghe lần đầu của thầy. Cái quyển sách. Ừ, đúng cái bình rồi. Cái bình này mình đây trong cuốn sách này bảo chiếc bình hút ma này có thể hút những cái con ma. Nếu mà nó đúng thật là ma, nó sẽ bị thu nhỏ và hút vô trong này, mặc dù nó có biến to như hồi nãy hay sao nữa. Chúng ta sẽ hút nó vô đây rồi yes, chúng ta sẽ thành công. Sẽ nhưng mà okay. Mà làm sao để cho nó vô một người dũng cảm. Thầy ơi, chúng ta cần một người dũng cảm. Bên trái của thầy, bên trái của thầy sao luôn đi nha. Chờ lớp. Ơi, em nghĩ là vậy nè, hình như phải ngồi một mình thì nó mới gọi là tìm mình. Nhưng mà bây giờ chúng ta cần một người dũng cảm, tại vì con ma này nếu mà thấy đông người nó sẽ không bị dụ đâu. Em thấy thầy dũng cảm á. Ừ. Thầy là người đã tìm. Thầy dũng cảm là thầy tìm hiểu ra cái bình này rồi, còn ai phải làm đi chứ? Sao cứ đục để cho thầy vậy? Thầy làm đi nè. Thầy cầm cái bình thì người làm đi. Làm đi anh. Cầm đi làm. Cầm đi em. Tôi đếm 1. Cố gắng nha. Thầy đếm 5 tới 1. Ai còn cầm là người đó làm. 5 4 3 2 1. Tôi nghĩ ông làm đi. Ông tốt hơn tôi nữa. Ông làm mọi thứ, ông học lúc nào cũng giỏi tôi á. Làm đi nha. Đúng vậy thầy tin em đi nha. Giỏi chứ đâu, cái này tôi đâu có giỏi đâu bây giờ rồi. Tạm biệt. Trời ma. Sau lần này mà thành công là thầy có gì thầy nhường chức lớp trưởng cho em luôn cũng được rồi. Bây giờ em lên phòng học đi. Lên phòng đi đâu? Ông đi học phòng ghê nhất cái này ơi. Chúc em may mắn. Đi. Ê mấy đứa, mấy đứa núp đi mấy đứa. Trốn. Dạ em núp vô tủ này thầy ơi, làm giùm em được không? Mời em. Cảm ơn em.
Vì cái phòng này nó kia ơi má ơi luôn á. Thôi được rồi, cái bệnh ở đây đúng không? Đây này. Trời ơi, đây ở đại á trời kìa. Không biết con ma đó chừng nào tới nữa, ghê quá à. Nó tới rồi. Đừng gần tôi. Nó đang lại gần tôi. Giờ sao đây à? Khờ mặt xuống, khờ mặt xuống. Ui, được rồi, được rồi. Ui, con ma nó nằm ở trong ơi. Ui, thầy ơi, xong rồi kìa. Đâu rồi, coi coi. Ủa thì gặp. Ôi, cái bình nấu con ma vô được kìa. Ui, nghe nó khóc kìa. Nó khóc kìa. Ê, con ma bé nhỏ, hồi nãy mày dám hù ai hả mày? Thấy chưa, thầy bảo mà ba đồ quỷ con ma nhỏ nhỏ này đâu thầy gì em? Thầy đúng là nhớ, thầy đúng là nhớ. Thầy, nó khóc tội vô tội. Tội trời ơi, thầy bảo rồi, cái này con này là không cần thức mở. Thầy ơi, thầy cái bình này ha, cái bình mới này ha, cái bình mới. Bye bye. Cái bình mới kìa.